Rồi, chào tất cả anh em nha. Chào anh em làm vườn á. Hôm nay mình đi chặn ngọn đây mọi người. Thì hiện tại cái vườn của mình là ngọn nó đâm khá mạnh. Cái ngọn sầu riêng đang ra mạnh lắm. Mọi người xem nè. Đây, ngọn này nó đâm nè. Thấy không? Ngọn nó đâm nè. Nách nè. Nách nó cũng đâm luôn cả nách nè. Đó, mọi người xem nè. Đó. Thì hiện tại là trái thì nó được khoảng gần 40 ngày tuổi rồi. Đây. Nếu mà mình để nó ra độc như vậy thì chắc chắn là nó sẽ rụng hết. Đó. Nó sẽ rụng. Thì hôm nay là mình phải chặn. Thì cũng nói với anh em là mình chặn bằng cái thuốc. Bằng cái loại thuốc là ra hoa xanh. Thì cái ra hoa xanh này thì cũng nhiều người xài rồi nghe mọi người. Mỗi người có mỗi cái cách xài. Người thì cộng thêm với MX3 rồi cộng thêm kali. Còn mình thì mình xài ra hoa xanh không thôi, mình không có cộng cái gì hết. Mình chỉ quýnh ở ngoài cái đầu đọt đây thôi nè. Chứ không có quýnh vô trong, quýnh vô trong là mình sợ nó ảnh hưởng tới trái. Nó ra công nhận là nó đâm mạnh lắm nha mọi người nha. Thì cái ra hoa xanh này quýnh là nó sẽ rụng cái lá non. Nó sẽ rụng hết cái lá non này đi. Thì mình thì cũng chia sẻ với anh em về cái cách chặn đọt đó là theo mình. Còn thì nói chung làm sầu riêng này thì mỗi người nó có mỗi kiểu nha mọi người. Đây nè, mọi người xem nè, nó đang đâm ghê lắm. Nó đâm đọt ghê lắm. Đó. Đó. Nó đâm, đang đâm cũng gọi là mạnh lắm mọi người. Nách niết gì nó đâm tùm lum hết á. Mình mới quay lên để chia sẻ cùng với mọi người để về cái cách làm. Thì cũng mong là mọi người góp ý, chia sẻ để anh em mình học hỏi kinh nghiệm với nhau. Thôi chắc là bây giờ mình xuống mình chuẩn bị nổ máy đây nha mọi người nha. Thôi mình tạm ngưng xíu ra. Bây giờ bắt đầu mình pha thuốc nha mọi người. Đây. Mình pha là thằng này nè. Thằng ra hoa xanh nè. Thì theo như mà mọi người thì là họ cộng á, thì họ pha khoảng từ 50 tới 60 ml cho một phi. Nhưng mà cái này là mình quýnh, đặc biệt là mình quýnh riêng thằng này không á, là mình quýnh là để coi mà cái chai này là cái nó trọng lượng nó là bao nhiêu. Để mình coi cái trọng lượng của cái này nó là bao nhiêu. Cái này là nó nửa lít, nó 500 ml. Mình quýnh 400 lít nước là gọi là 2 phi. Nhưng mà bây giờ mình chỉ đánh nửa phi thôi. Thì mình pha là khoảng cỡ 250 ml. Nghe mọi người. Thì cái này thì mọi người nó có mỗi cái cách làm nó cũng không có giống đâu. Thôi giờ bắt đầu mình pha đây nghe mọi người. Mà cái này là mình chỉ quýnh, đặc biệt là mình chỉ quýnh có một lọ của nó thôi. Chứ mình không có quýnh pha thêm các lọ khác. Cái lọ này là nó cũng đã là gọi là mạnh rồi nha mọi người. Thằng ra hoa xanh này là nó cũng dạng mạnh rồi. Ở kề bên này có thằng em nó cũng bị ra đọt, đâm đọt, đang xịt. Nhưng mà làm cái này thì mỗi người nó có mỗi cái kiểu làm. Cũng không ai giống ai đâu nha mọi người.
Cái này thì một chai thì có người họ quýnh tới 300, người thì quýnh 400, 400 lít nước á. Là gọi là quýnh một phi với hai phi á. Nếu mà có người thì họ cộng thêm thằng combi vô nữa, quýnh cho nó xanh lá. Hả? Đâu có, đang nói chuyện. Đang nói chuyện. Xịt chặn ngọn chứ gì. Đó, của ta đâm mạnh quá. Cái lỗ này thì aqua này thì mình xịt là nó hay bị, nếu mà xịt thẳng á, vô cây á là nó sẽ ảnh hưởng tới trái nha mọi người, thành ra mình chỉ xịt xéo vậy thôi chứ mình đừng có xịt thẳng vô trong trái. Mình xịt chỉ cần xịt xéo là lấy ngoài đậu đọt á là được, chứ mình đừng có xịt trực tiếp vô trong thẳng vô trong trái nó, tại vì cái này nó cũng có ảnh hưởng tới trái nha mọi người. Thì cái này thì mình cũng làm rồi mình chia sẻ với nhau thôi. Bây giờ mình xịt cái cây này cho mọi người xem nha. Làm có mình à, nó cũng khó làm. Và mọi người thông cảm nha. Rồi giờ bắt đầu mình nổ máy đây mọi người.
này là mình vừa xịt xong đây. Thì để hôm nào mình sẽ làm lại cái clip là coi cái đọt của nó như thế nào cho mọi người xem về cái hiệu quả của cái thuốc ra hoa xanh này. Thôi, mình cũng xin kết thúc clip đây. Chào mọi người.